Tòa án Nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên toàn xét xử và tuyên phạt bị cáo Tô Hoàng Trương 4 năm tù, bị cáo Thạch Cương 3 năm 6 tháng tù, với cùng tội danh tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đã thành thói quen, ngay sau khi phiên tòa kết thúc, trên một số trang mạng phản động và đài báo thiếu thiện chí với Việt Nam, cái gọi là Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, CSW đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ bản án đối với hai nhà bảo vệ nhân quyền Tô Hoàng Trương và Thạch Cương. Đáng lưu ý, trong một thông báo, ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập cái gọi là CSW, nói việc chính phủ Việt Nam đàn áp các dân tộc thiểu số và tôn giáo không có dấu hiệu chậm lại. Đây là những cáo buộc vô căn cứ, có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Hành vi vi phạm pháp luật của hai đối tượng trên là rất rõ ràng. Theo cáo trạng, từ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023, Thạch Cương đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thực hiện 11 lần đăng phát trực tiếp video clip của bản thân, 3 lần đăng tải hình ảnh, chia sẻ đoạn video clip của kênh nước ngoài. Còn đối với Tô Hoàng Trương, từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 26 tháng 6 năm 2023, đối tượng này đã sử dụng tài khoản Facebook thực hiện 8 lần đăng, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video của cá nhân, trang mạng nước ngoài và video clip của Thạch Cương phát biểu. Những bài viết, hình ảnh, video clip mà Thạch Cương và Tô Hoàng Trương đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương cùng một số cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân trên địa bàn. Hành vi của Thạch Cương và Tô Hoàng Trương đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tại Việt Nam, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi hành vi vi phạm, dù bất cứ người đó là ai đều bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. CSW kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ bản án đối với hai nhà bảo vệ nhân quyền Tô Hoàng Trương và Thạch Cương là hành động vô lối, vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Quy định về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác được đề cập trong các điều công ước quốc tế. Đối với Việt Nam, trong nhiều văn bản pháp luật nhà nước Việt Nam cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó phải tôn trọng pháp luật và phong tục, tập quán của Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thế nhưng CSW đã phớt lờ những quy định và nguyên tắc ấy. Việt Nam kiên quyết phản đối, lên án, bác bỏ mọi luận điệu, hành vi sai trái trên.